Sáng ngày 21 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Tham Đi A, 40 tuổi, ngụ huyện Emderak, tỉnh Đắk Lắk, 16 năm tù về tội giết người. Theo hội đồng xét xử, khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2019, bà Hắc Ki Ni A, 82 tuổi, mẹ của Y Tham Đi A hỏi người con rể để lấy lại 5 triệu đồng cho mượn trước đó, nhưng con rể chưa có trả. Sau đó, bà Hắc Ki Ni A tắt điện đi ngủ và có nói lẩm bẩm một mình về chuyện chưa lấy được tiền. Y Tham Đi A dậy đi ra khu vực chuồng gà, lấy một con dao, vung chém liên tiếp 4 nhát vào đầu khiến bà Đi A gục tại chỗ. Sau đó, bà được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị nứt sọ não, tụ máu não, gãy xương chín mũi, gãy xương gò má với tỷ lệ thương tích 94%. Sau khi gây án, cơ quan công an đã đưa Y Tham Đi A giám định tâm thần với kết luận trước, trong và sau khi gây án bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng rượu.